Em xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Thanh Tùng Solar. Hôm nay bên em tiếp tục lên video báo giá nhanh từ các bác một số những cái mẫu đèn mặt trời thông dụng giá bình dân. Đầu tiên là mẫu đèn lắp trong nhà các bác nhé. Đây là cái mẫu đèn mặt trời ốp trần, công suất là 300W các bạn. Cái mẫu này thì chuyên dụng lắp trong nhà. Đấy, rất là thẩm mỹ các bác nhé. Mình sẽ lắp ốp lên trần như thế này. Đấy, cái mẫu đèn mặt trời ốp trần thì nó có ưu điểm là nó sẽ không bị chói giống như đèn pha các bác nhé. Và cái thứ hai là nó sẽ không có cái điểm mù. Đấy, giống như cái mẫu đèn pha các bác. Đèn pha khi mà anh em lắp vào ấy, khi mà chiếu về một hướng thì nó sẽ có cái điểm mù các bác nhé. Còn riêng cái đèn 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 ốp trần này lắp lên thì nói chung là nó sẽ chuyên dụng lắp trong nhà hơn. Đấy, cái nhất là không bị chói, cái thứ hai là không có điểm mù. Đấy, và cái thứ ba nữa là lắp đèn ốp trần lắp trong nhà khi mình ốp lên trần thì rất là thẩm mỹ các bác. Đấy. Tiếp theo là cái mẫu đèn pha, đây là cái pha chống lóa 300W các bác nhé. Cái đèn pha chống lóa này thì nó sẽ là một mẫu đèn đa năng, vừa lắp trong nhà được và cũng có thể lắp ngoài trời các bác nhé, tại vì nó chống nước. Đấy. Và cuối cùng, đây là cái mẫu pha xám, pha nhôm xám 300W. Đây là cái mẫu mới, bên em cũng làm khoảng gần một năm nay rồi các bác nhé. Cái mẫu này thì chuyên lắp ở trong ngoài trời các bác. Đấy, mẫu này chuyên lắp ngoài trời. Tại vì nó rất là sáng các bác nhé, chiếu rất là xa. Đấy. Thì sau đây thì bên em sẽ báo giá nhanh tới anh em để anh em có thể nắm bắt về giá. Đấy, sau đó thì sẽ quay chi tiết về sản phẩm. Đấy, thì những cái sản phẩm năm nay thì bên em đã nâng cấp rất nhiều. Đầu tiên là về dung lượng pin và nâng cấp cả về chất lượng của tấm pin mặt trời các bác nhé. Những anh em là khách hàng quen ở bên em ấy thì không lạ lẫm gì những cái kiểu dáng của những cái đèn năng lượng mặt trời bên em đang làm. Thế nhưng mà năm nay thì bên em đã nâng cấp rất nhiều về chất lượng các bác nhé. Đầu tiên là pin lưu trữ thì bên em đã tăng dung lượng pin lưu trữ này. Tiếp theo là tấm pin mặt trời. Bên em sử dụng tấm pin mặt trời là tấm mono và cũng được tăng công suất các bác nhé. Trong khi đó là giá hiện tại thì cũng rẻ hơn trước rồi các bạn. Đấy nên anh em cũng rất dễ tiếp cận. Giá rẻ hơn, chất lượng lại được tăng lên các bác nhé. Đấy. Thì đầu tiên là cái mẫu đèn mặt trời ốp trần chuyên dụng trong nhà này, mẫu 300W này, giá là 890.000 các bác nhé. Đấy, giá là 890.000, bên em bao ship. Đấy, tất cả các mẫu đèn này thì giá bên em báo là đã gồm phí ship hết rồi các bác nhé. Bên em bao ship tận nơi rồi. Còn nếu các bác ở gần ấy, nếu các bác ở gần có thời gian thì có thể qua trực tiếp mua hàng thì giá sẽ rẻ hơn. Tại vì sẽ đỡ mất phí vận chuyển các bác nhé. Đấy. Thì đầu tiên là mẫu đèn ốp trần 300W này, giá 890.000 bao ship. Tiếp theo là mẫu đèn mặt trời chống lóa 300W này, giá là 920.000 bao ship các bác nhé. Và cuối cùng là mẫu đèn pha nhôm xám 300W này, giá là 920.000 bao ship các bạn. Đấy, sau đây thì bên em sẽ quay chi tiết về thông số sản phẩm. Đấy, thì đầu tiên là mẫu đèn mặt trời ốp trần 300W này. Mẫu này là sử dụng 238 chip LED 5730 các bác nhé. Đấy, chip LED rất là to. Cái chip LED này thì nó có ưu điểm là sáng, rất là sáng này. Đấy, cái thứ hai nữa là độ bền nó cao. Đấy, chip LED 5730, LED to các bác nhé. Đấy, 238 chip LED. Tiếp theo là về pin lưu trữ. Thì cái mẫu đèn này sử dụng dung lượng pin lưu trữ là 31.000 mAh các bác nhé. 31.000 mAh. Đấy, dung lượng pin lưu trữ là 31.000 mAh và đường kính của đèn sẽ là 36 cm các bác nhé. Đường kính của đèn là 36 cm. Đây, 36 cm. Tiếp theo là phần về tấm pin mặt trời. Thì tất cả các cái mẫu đèn mặt trời 300W bên em sử dụng đều là tấm pin mặt trời công suất là 35W và là tấm pin mono các bác nhé. Đấy thì em sẽ đo kích thước một tấm để anh em tham khảo luôn. Đấy. Thì đi theo các bộ đèn thì phụ kiện bên em ấy thì đều đầy đủ giống nhau. Đấy, đều có điều khiển từ xa này. Đấy, đều có đinh nở để anh em thi công lắp đặt này. Nói chung là khi mà về nhà thì anh em gần như là không mất thêm chi phí gì cả. Mình chỉ lắp lên sử dụng thôi. Đấy. Phụ kiện đầy đủ hết các bác nhé. Đấy, tiếp theo là đi theo cái bộ đèn thì nó sẽ có một cái chân đế nữa. Đấy. Chân đế này thì để các bác lắp ráp cái tấm pin này. Cái chân đế này nó rất là quan trọng các bác nhé. Đấy, đây là tấm pin đây các bác nhé. Tấm pin là tấm pin mono. Đấy. Các bác để ý là cái tấm pin ấy nó sẽ có hai công nghệ. Tấm mono này thì độ bền cao, hiệu suất rất là cao các bác nhé. Đấy, cách so sánh là tấm mono nó sẽ là màu đen. Đấy, màu đen xì như này các bác. Đấy, các bác nhìn ạ. Còn tấm poly ấy, thì nó sẽ là màu xanh. Đấy các bác nhé.
Thế nên là hiện tại thì bên em sẽ tăng cái chất lượng lên bằng cách là mình sẽ sử dụng tấm mono này. Tấm mono này thì hiệu suất của nó rất là cao, nhất là những cái hôm thời tiết mà không có nắng ấy. Đấy, nhất là những cái hôm thời tiết mà không có nắng thì cái tấm mono này nó vẫn tạo ra điện nhiều hơn tấm poly các bác nhé. Đấy, tạo ra điện nhiều hơn tấm poly. Đấy, tại vì sử dụng tấm mono này nó vẫn đảm bảo cho anh em sử dụng những cái hôm mà thời tiết không có nắng. Đấy, thì tấm này thì có kích thước là chiều dài là 60. Đấy, chiều rộng là 35 các bác nhé. Đây, thông số sản phẩm đây các bác nhé. Đấy, tấm pin này công suất là 35W, điện áp là 6V. Đấy, 6V, 35W. Đấy, dây điện dài 4,5m các bác nhé. Đây, dây điện này. Dây điện thì đã có sẵn rắc nối rồi các bác nhé. Đây là rắc nối nhanh. Đấy các bác. Về anh em chỉ việc cắm thôi. Riêng về những cái bộ đèn bên em làm thì đã hoàn thiện hết phần phần điện rồi. Đấy, các bác về chỉ việc lắp vào thôi. Đấy, đây là rắc nối đây. Nói chung là mình về chỉ cần cắm vào thôi. Đấy, không thể nhầm lẫn được các bác nhé. Nói chung là mình không phải lắp, không phải phải làm gì ở phần điện cả. Về thì phần điện đã được hoàn thiện hết rồi. Về anh em chỉ việc ráp cái tấm pin lên. Có nghĩa là mình chỉ khoan rồi mình lắp tấm pin về phần cơ khí thôi. Đấy. Thì riêng về cái tấm pin mặt trời các bác nhé. Cái tấm pin mặt trời ấy, thì là cái hướng để mà nó đạt hiệu suất tốt nhất. Nó sẽ là hướng Nam các bác nhé. Đấy, các bác sẽ đặt hướng Nam. Đấy, khi mà đặt hướng Nam thì kể cả hướng Đông, hướng Tây khi mà trời nó mọc và lặn thì đều có thể chiếu qua cái bề mặt của cái tấm pin này các bác nhé. Nó sẽ đạt cái hiệu suất tốt nhất. Còn nếu anh em để một hướng, ví dụ hướng Đông, hướng Tây thì nó sẽ mất một hướng kia. Thế nên là anh em để hướng Nam là tốt nhất các bác nhé. Và cái độ nghiêng của tấm pin ấy thì là anh em sẽ để độ nghiêng khoảng 10 độ thôi. Đấy. Các bác đừng để nghiêng quá nhé. Nghiêng quá thì nó sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất. Nói chung là để cái độ thoai thoải đủ để nước nó chảy thôi. Đấy, đủ để nước nó chảy là được rồi các bác nhé. Đấy. Đấy, tấm mono. Ngoài ra thì cái tấm pin mono bên em làm ấy thì là bên em sử dụng cái công nghệ nhiều đường hàn các bác. Đấy các bác nhìn đây. Đấy, trên cái tấm pin này nó có rất nhiều các đường chạy trắng trắng này chạy dọc như này. Đấy, rất nhiều đường trắng trắng chạy dọc. Đây nó chính là cái đường bớt 3 đường hàn các bác nhé, đường điện đấy ạ. Đấy, chức năng của những cái đường bớt 3 này nó chính là để dẫn điện và nó để cho cái kết cấu của cell pin nó bền hơn. Đấy, tại vì cái tấm pin này khi mà để lên mái nó sẽ chịu một cái nhiệt độ rất là lớn các bạn. Đấy, khi mà nhiệt độ lớn thì sử dụng một thời gian đấy, thời gian dài thì những cái cell pin này nó gặp nhiệt độ nó sẽ bị giãn nở. Khi mà giãn nở thì nó sẽ làm cho các cái cell pin bên trong nó dễ bị giãn nứt hơn. Chính như vậy nên là càng nhiều đường hàn nó sẽ giúp cho kết cấu của cái cell pin này nó bền hơn các bác nhé. Đấy, nó tránh bị giãn nứt. Đấy, những cái tấm pin poly, nếu các anh em để ý là những cái tấm pin poly nó sẽ là màu xanh. Đấy, trên video nhìn nó rất là khó. Em chỉ so sánh về cái đường hàn thôi. Đấy, các bác nhìn đến cái đường hàn nó rất là thưa này. Đấy, rất là thưa các bác nhé. Đấy, thì khi mà các đường hàn nó thưa như này ấy, thì là khi mà cái cell pin nó bị giãn nở thì nó sẽ dễ bị vỡ hơn, giãn nứt hơn. Độ bền nó sẽ thấp hơn. Đấy, khi mà giãn nứt rồi thì nó sẽ giảm hiệu suất của tấm pin đi các bác nhé. Đấy. Dùng về lâu về dài ấy, thì hiệu suất nó thấp hơn, nó sạc sẽ chậm hơn. Đấy. Đấy, cái tấm pin poly thì nó chỉ được cái rẻ hơn thôi. Thế nên là những anh em người ta làm đèn mặt trời người ta hay chọn tấm poly, chi phí nó rẻ, lãi suất cao hơn. Thế nhưng mà cái tấm poly thì hiệu suất thấp và độ bền nó cũng thấp các bác nhé. Thế nên là bây giờ bên em sẽ tăng chất lượng lên là sử dụng tấm mono này để đảm bảo cho anh em sử dụng lâu dài và hiệu suất nó sạc nó tốt hơn. Đấy, tấm rất là to các bạn nhé. Tấm pin rất là to, tấm pin mono. Đó. Đầu tiên là về cái đèn ốp trần 300W, giá là 890.000. Tiếp theo là về mẫu đèn mặt trời chống lóa. Đây là một cái mẫu đèn mà kiểu dáng nó khá là đẹp các bác nhé. Đấy, mẫu đèn này bên em làm cũng rất là nhiều năm nay rồi. Đấy, nói chung là những anh em khách quen bên em thì đã quá quen thuộc với những mẫu đèn bên em làm. Nó chỉ khác một chút là năm nay thì bên em sẽ tăng nói chung là tăng chất lượng ở một số chi tiết thôi. Đấy. Kích thước của cái đèn 300W chống lóa này là đấy, cái chiều rộng của nó sẽ là 36 này. Đấy, chiều cao của nó sẽ là 29 các bác nhé. 29 36, 29 nhân 36. Dung lượng pin lưu trữ của cái mẫu đèn chống lóa này là 32.000 mAh các bác nhé, 32.000 mAh. Đấy, là pha nhôm các bác nhé. Đấy. Nói chung là cái chất liệu vỏ nhôm thì nó sẽ chống chịu thời tiết, chống chịu mưa nắng tốt hơn là vỏ nhựa các bác nhé. Đấy, trên thị trường thì nó sẽ có những cái mẫu đèn vỏ nhựa. Đấy, thế nhưng bên em làm vỏ nhôm thôi. Vỏ nhôm cái nhất là độ bền nó sẽ cao hơn và cái thứ hai ấy là nó sẽ tản nhiệt được cho các linh kiện bên trong.
Đấy, vỏ nhựa nó sẽ bị hấp nhiệt các bạn nhé. Đấy. Nhiều khi là linh kiện bên trong sử dụng nó nóng ấy, mà nhiệt nó không thoát được ra ngoài, nó sẽ làm ảnh hưởng cái tuổi thọ của linh kiện bên trong. Chính vì vậy nên là những cái mẫu đèn bên em làm đều vỏ nhôm cả để nó tản nhiệt ra ngoài. Đấy, đèn mặt trời pha nhôm chống lóa. Đấy các bác nhìn này, cái mẫu này thì nó có những cái báo dung lượng pin rất rõ ràng ở trên này. Đấy anh em dễ dàng quản lý báo sạc, báo dung lượng pin. Đấy, các bác nhìn cái mặt kính của nó này. Mặt kính chống bám bụi các bác nhé, rất là bóng. Đấy thì cái mẫu đèn mặt trời chống lóa 300W này giá 920.000 các bác nhé. Và cuối cùng là cái mẫu đèn pha xám, pha nhôm xám 300W này, giá 920.000. Mẫu này thì dung lượng pin cũng vậy, cũng là 32.000 mAh. Sẽ đo kích thước mẫu này nhôm rất dày các bác nhé. Đấy. Mẫu này bên em làm chuyên ngoài trời đây, nhôm cực kỳ dày luôn, rất là nặng. Đấy. Kiểu dáng rất đẹp các bác nhé. Cái màu này nó rất là sang này, rất là cứng cáp. Nói chung là cái màu này nó sẽ giữ màu hơn rất nhiều so với những cái màu khác các bác nhé. Màu xám là kiểu dáng hiện đại. Đấy, có báo pin, có báo sạc ở đây. Chuẩn chống nước IP67. Đấy. Em sẽ đo kích thước thực tế để anh em tham khảo nhé. Kích thước là chiều dài sẽ là 35 này. Chiều rộng sẽ là 28 các bác nhé. Chiều rộng 28. Đấy. Thì tất cả các cái mẫu đèn 300W này bên em đều sử dụng là tấm pin 35W. Đấy, kích thước 60 x 35. Và đều là tấm pin mono hết các bác nhé, giống nhau hết. Đấy, phụ kiện đi kèm thì đều có điều khiển từ xa. Điều khiển này thì nó có nhiều tính năng, nhiều cái set đây, ví dụ như là tăng giảm độ sáng này, hẹn giờ này, tắt mở đấy các bác này. Nói chung là về điều khiển thì anh em về gần như không sử dụng đến, tại vì khi anh em lắp xong cắm vào tấm pin thì nó đã kích hoạt chế độ tự động rồi. Đấy, cái nguyên lý hoạt động của cái đèn khi mà tắt mở thì là nó sẽ ở cái tấm pin mặt trời này các bác nhé. Khi có ánh sáng chiếu vào tấm pin ấy thì ngay lập tức đấy, nguồn điện ở tấm pin này nó sẽ được sạc vào đèn. Đấy, cái mạch mạch sạc nó sẽ tự động tắt đi để sạc cho đèn. Đấy, và khi mà buổi tối khi không có ánh sáng chiếu vào cái tấm pin này, đồng nghĩa việc là không có điện ấy, thì không có điện vào cái mạch ấy, mạch thì nó sẽ tự động mở lên. Đấy, mở sáng lên các bác nhé. Thế nên là những cái mẫu đèn này nó sẽ tự động mở vào buổi tối và tắt đi vào buổi sáng các bác nhé. Đấy, gần như tự động hết, anh em không cần phải sử dụng đến khiển. Khiển thì ví dụ như là anh em chỉ sử dụng trong nhà, ví dụ nào mình đi ngủ mình tắt đi thôi. Thì nút on là mở này, off là tắt này. Đấy, hẹn giờ ví dụ như là anh em hạn chế độ 5 giờ chẳng hạn thì đèn nó sẽ sáng trong vòng 5 tiếng đồng hồ. Khi mà hết 5 tiếng nó sẽ tự tắt các bác nhé. Đó. Thì dưới đây là những cái bộ đèn rất là bình dân bên em và cũng rất là thông dụng. Đó. Còn ngoài ra thì bên em còn rất nhiều các cái mẫu cao cấp hơn, ví dụ như những mẫu đèn phi thuyền lắp ở ngoài trời. Đấy. Và trong những cái mẫu đèn này bên em có cả những cái mẫu 200W các bác nhé. Nếu anh em cần những cái mẫu nhỏ hơn thì bên em có 200W của đèn chống lóa này. Mẫu đèn 200W thì giá là 800.000. Đấy, còn mẫu đèn 200W của mẫu pha xám này cũng vậy. Đấy, giá là 790.000 các bác nhé. 790.000. Đấy, 200W. Đấy, kiểu dáng nó cũng giống hệt như này thôi. Đấy, cái mẫu 200W thì dung lượng pin lưu trữ là 21.000 mAh và tấm pin mặt trời là 30W. Đấy, kích thước là 53 x 35 các bác nhé. Đấy, 200W thì giá là 790.000. Các bác quan tâm liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại và Zalo 0355 066 009 ạ. Cảm ơn các bác.